Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga bồi thường cho Ukraine. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết ủng hộ cơ chế yêu cầu Nga bồi thường thiệt hại về người và tài sản cho Ukraine trong xung đột. Nghị quyết không mang tính ràng buộc, được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua sau cuộc bỏ phiếu ngày 14 tháng 11 với 94 phiếu thuận, 14 phiếu chống và 63 phiếu trắng. Nga, Trung Quốc, Cuba, Triều Tiên và Iran nằm trong số quốc gia bỏ phiếu chống. Trong số các nước bỏ phiếu trắng có Ấn Độ, Israel và Brazil. Theo nghị quyết, Nga phải chịu hậu quả pháp lý cho tất cả các hành động trái pháp luật của mình, trong đó có bồi thường cho mọi thiệt hại do các hành vi này gây ra. Nghị quyết cũng kêu gọi lập thống kê chính thức về những thiệt hại mà Ukraine gánh chịu trong chiến sự với Nga. Nghị quyết ngày 14 tháng 11 có thể dẫn tới việc Ukraine đưa ra yêu sách đối với số tài sản trị giá hàng trăm tỷ đô la Mỹ của Nga bị Mỹ và các đồng minh châu Âu đóng băng trong khi chiến sự bùng phát. Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergei Kilistia lập luận rằng từng có tiền lệ khi Iraq phải bồi thường 52,4 tỷ đô la Mỹ cho Kuwait sau khi tấn công nước này vào năm 1990. Hoạt động này được Ủy ban Bồi thường của Liên Hợp Quốc giám sát. Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cáo buộc Ukraine và phương Tây đang tìm cách biện minh cho hành vi tịch thu các tài sản bị phong tỏa để dùng kéo dài và làm trầm trọng thêm cuộc xung đột. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev kêu gọi Liên Hợp Quốc nên ra nghị quyết tương tự, yêu cầu Mỹ bồi thường toàn bộ thiệt hại cho nhiều quốc gia phải gánh chịu hậu quả từ hành vi của Mỹ và NATO. Giới chức Ukraine ngày 22 tháng 9 ước tính nước này phải chịu thiệt hại gần 1.000 tỷ đô la Mỹ, gấp 5 lần GDP hàng năm của quốc gia này trước khi chiến sự bùng phát vào cuối tháng 2. Nhiều doanh nghiệp Ukraine không thể hoạt động hết công suất hoặc chỉ làm việc vài giờ mỗi ngày khiến nước này thu được ít ngân sách hơn trước. Dù cắt giảm mạnh chi tiêu của chính phủ, Ukraine vẫn thâm hụt khoảng 4,9 tỷ đô la Mỹ trên một tháng sau khi chiến sự bùng phát. Mức thâm hụt dự kiến trong năm 2023 là 3,4 tỷ đô la Mỹ một tháng. Một số đồng minh gấp rút bơm viện trợ để Ukraine lấp đầy thâm hụt, trong đó có Ngân hàng Thế giới, EU và các nước G7 cam kết hỗ trợ hàng tỷ đô la Mỹ tiền mặt. Liên quan đến vụ đánh bom tại khu phố đi bộ Istiklal nổi tiếng ở Istanbul ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày thông báo là cảnh sát đã bắt giữ một nghi can. Vụ tấn công mà nhà chức trách sở tại khẳng định là một hành động khủng bố, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 81 người bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch. Hãng tin Anadolu dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Süleyman Soylu cho biết đối tượng bị bắt là thành viên của Đảng Công nhân Người Quốc, một tổ chức mà chính quyền Ankara cáo buộc là nhóm khủng bố. Trước đó, Tổng thống Tayyip Erdogan và Phó Tổng thống Fuat Oktay khẳng định một phụ nữ đã thực hiện vụ tấn công này. Theo một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, người phụ nữ này đã ngồi trên ghế dài hơn 40 phút và rời đi vài phút trước khi vụ nổ xảy ra, cho thấy khả năng bom đã được hẹn giờ hoặc kích nổ từ xa. Vụ nổ xảy ra tại khu phố mua sắm nổi tiếng với người dân địa phương và du khách, đặc biệt sầm uất vào mỗi dịp cuối tuần. Các lãnh đạo thế giới đã ngay lập tức lên án vụ tấn công, cũng như bày tỏ chia buồn với chính phủ và người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày hôm qua, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi các quốc gia Đông Á đóng góp tích cực cho nỗ lực của ASEAN nhằm củng cố nền tảng hòa bình ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phát biểu tại hội nghị cấp cao Đông Á EAS lần thứ 17 ở Phnom Penh, Campuchia, Tổng thống Joko Widodo nhấn mạnh các nước cần củng cố nền tảng hòa bình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thay vì gieo mầm thù hằn hay thậm chí phát động chiến tranh. Nhà lãnh đạo Indonesia cho rằng có ít nhất 3 vấn đề có thể được tiến hành sau EAS lần này. Cụ thể, Tổng thống Widodo khẳng định văn hóa hợp tác cần được thúc đẩy để vượt qua các thách thức khác nhau trong khu vực. Thứ hai, các nước Đông Á cần tôn trọng các quy tắc trong quan hệ quốc tế, chẳng hạn như Hiến chương Liên Hợp Quốc và luôn tuân thủ các công cụ pháp lý quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Tổng thống Joko Widodo nhấn mạnh chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ không thể bị xâm phạm hay thương lượng. Thứ ba là nỗ lực kiến tạo cấu trúc khu vực bao trùm. Tổng thống Widodo khẳng định rằng cấu trúc khu vực bao trùm sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho hợp tác cùng có lợi và rằng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương phải là một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Các nước đang phát triển cần nguồn tài chính khí hậu từ 140 đến 300 tỷ đô la Mỹ mỗi năm vào năm 2030 và con số này có thể lên tới 280 đến 500 tỷ đô la Mỹ hàng năm đến năm 2050. Nhận định này đã được Bộ trưởng Môi trường Ai Cập đưa ra hôm qua tại hội nghị COP27 đang diễn ra ở Sharm el-Sheikh. Theo Bộ trưởng Môi trường Ai Cập, khoản hỗ trợ tài chính 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho thích ứng mà các nước phát triển cam kết cung cấp cho các nước đang phát triển là không đủ để giải quyết vấn đề.
Thách thức lớn nhất với Ai Cập, với tư cách là nước chủ nhà và chủ tịch COP27, là thuyết phục các nhà đàm phán về một loạt vấn đề, trong đó có nguồn tài chính. Theo Bộ trưởng Môi trường Ai Cập, khoản hỗ trợ tài chính 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho thích ứng mà các nước phát triển cam kết cung cấp cho các nước đang phát triển là không đủ để giải quyết vấn đề. Slovenia sẽ có nữ tổng thống đầu tiên sau khi kết quả sơ bộ cho thấy bà Nataša Pirc-Musa, ứng cử viên độc lập, đã giành chiến thắng trong vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống nước này vừa qua. Theo kết quả sơ bộ sau khi kiểm 99% số phiếu bầu, bà Nataša Pirc-Musa giành được 54% số phiếu ủng hộ, trong khi ứng cử viên còn lại chỉ nhận được 46% số phiếu bầu. Tỷ lệ cử tri đi bầu tại vòng 2 đạt gần 50%. Bà Nataša ngay sau đó cũng đã tuyên bố chiến thắng trước báo giới và cam kết sẽ nỗ lực hết sức cho vị trí mới. Bà Nataša, 54 tuổi, từng là nhà báo và là một luật sư có ảnh hưởng. Bà cũng từng làm việc tại cơ quan bảo vệ dữ liệu của Slovenia. Dự kiến, bà Musa sẽ nhậm chức vào ngày 23 tháng 12 khi nhiệm kỳ của Tổng thống hiện nay kết thúc. Theo hiến pháp, Tổng thống Slovenia có nhiệm kỳ 5 năm. Liên quan tới vụ phá sản của FTX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, giám đốc điều hành mới của FTX hôm qua khẳng định là đang nỗ lực để đảm bảo tất cả tài sản sau khi có thông tin về các vụ giao dịch trái phép có thể lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ. Thông báo trên Twitter, CEO John Ray xác nhận đã xảy ra hiện tượng truy cập trái phép vào một số tài sản. Lãnh đạo mới của FTX cũng cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để cố gắng giảm bớt thiệt hại. Trong khi đó, công ty chuyên phân tích về tiền điện tử Elliptic ước tính khoảng 477 triệu đô la Mỹ có thể đã bị đánh cắp từ FTX. Cũng trong ngày hôm qua, nhà chức trách Bahamas thông báo đang theo dõi chặt chẽ vụ phá sản của FTX để xem xét liệu có hành vi phạm pháp trong vụ việc hay không. Do trong khi FTX thông báo đóng giao dịch, một số khách hàng ở Bahamas được cho vẫn có thể rút tiền. Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản ở Mỹ sau khi không thể đạt được một thỏa thuận để giải quyết khó khăn tài chính. Sự cố này đã khiến ít nhất 1 tỷ đô la Mỹ của khách hàng bốc hơi khỏi sàn. Thưa quý vị, tiểu đường hiện là một trong những nguyên nhân phổ biến gây tàn tật và tử vong sớm ở hầu hết các quốc gia. Và theo các chuyên gia thì thói quen sinh hoạt và chế độ dinh dưỡng không lành mạnh là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến căn bệnh này. Cũng bởi vậy mà nhân ngày Thế giới phòng chống đái tháo đường 14 tháng 11, Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế IDF đã kêu gọi các nhà hoạch định chính sách tăng cường tiếp cận giáo dục về bệnh đái tháo đường để giúp cải thiện cuộc sống của những người không may mắc phải căn bệnh nguy hiểm này. Nhóm chuyên gia tại Đại học Rutgers ở New Jersey, Mỹ đã thực hiện một nghiên cứu chia 51 người trưởng thành thành hai nhóm, thức khuya và ngủ sớm. Họ theo dõi hoạt động của các tình nguyện viên trong một tuần và kiểm tra mức đốt cháy năng lượng khi họ nghỉ ngơi và thực hiện các bài tập cường độ trung bình hoặc cao trên máy chạy bộ. Kết quả thu được đó là những người ngủ sớm nhạy cảm với nồng độ hormone insulin, đốt cháy nhiều chất béo hơn so với cú đêm khi nghỉ ngơi và khi tập thể dục. Những người thức khuya thường ít nhạy cảm với insulin, cơ thể của họ thích đốt cháy carbohydrate, làm năng lượng hơn là chất béo. Những người thức khuya có nguy cơ béo phì, tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch cao hơn nhóm ngủ sớm. Lời giải thích khả dĩ là do cơ thể họ bị lệch nhịp với nhịp sinh học với nhiều lý do khác nhau. Đa số những người ngủ muộn vẫn phải dậy sớm để đi làm hoặc trông con. Điều này không phù hợp với đồng hồ sinh học của cơ thể. Nếu chúng ta khuyến khích mô hình thời gian sinh hoạt không đồng bộ với tự nhiên, nó có thể khiến các nguy cơ sức khỏe trầm trọng hơn. Liệu các chế độ ăn uống hoặc hoạt động có thể giúp giảm bớt điều này hay không là lĩnh vực mà chúng tôi hy vọng sẽ được nghiên cứu rõ ràng hơn trong thời gian tới. Báo cáo trên được công bố trên tạp chí Experimental Physiology. Nhiều ý kiến cho rằng phát hiện này có thể tác động đến nhiều cuộc thảo luận xung quanh vấn đề nguy cơ sức khỏe của người làm việc ca đêm hoặc thậm chí phải thay đổi đồng hồ sinh học cho phù hợp với ban ngày.